Chào các bạn, nay review cách sinh tồn mà tạo ra lửa các bạn. Mình chuẩn bị một cái kính lúp ha, với một cái cuộn giấy vệ sinh luôn là cũng mang bên mình nha. Khi mà lạc là lửa quang á, mình có cách để mình nhóm lửa để mình sinh tồn nha các bạn. Đó, thấy chưa?